Nam Em thừa nhận dính thính Bạch Công Khanh sau khi quay xong phim. Sau khi đóng chung phim Tết, Nhà Không Bán năm 2022, tin đồn tình cảm giữa Nam Em với Bạch Công Khanh xuất hiện liên tục trên mạng xã hội. Nguyên nhân là bởi cặp đôi dành cho nhau quá nhiều cử chỉ hành động thân mật. Mới đây, người hâm mộ lại có dịp chèo thuyền Nam Em Bạch Công Khanh khi fanpage chính thức Nhà Không Bán đăng tải đoạn video phỏng vấn hai nhân vật chính khi đi quảng bá phim. Nàng hậu đã có chia sẻ thật lòng về chuyện phim giả tình thật với nam MC đình đám. Đóng cái cảnh tình tứ xong là bị dính mút, rồi tôi tự nhủ phải rỡ ra thôi, chứ như vậy là không được. Sau đó tôi viết nguyên một bài hát, lúc về nhà tâm lý đúng là nặng nề luôn, kiểu như là đã tự nhủ. Nam Em à, đã nói đừng yêu ai nữa, sao mà cứ kỳ vậy Nam Em? Mới quay có một phân đoạn mà sao kỳ vậy Nam Em? Không được rồi, phải có cái xả ra mới được. Thế là tôi viết bài hát rồi gửi cho anh ấy, Nam Em nói. Tuy giải thích như vậy, nhưng suốt quá trình quảng bá phim, Nam Em, Bạch Công Khanh vẫn chẳng rời nhau nửa bước. Khán giả thường xuyên bắt gặp Nam Em dựa vào người Bạch Công Khanh, nắm tay rồi ôm eo cực kỳ tình tứ. Trước đó, Nam Em từng thú nhận rằng vai Trinh trong Nhà Không Bán, cô không biết Bạch Công Khanh là ai nên phải lên mạng tìm hiểu về bạn diễn. Khi chạm mặt ở phim trường, cô từng nghĩ chắc không thể đóng chung cảnh tình cảm, nhưng sau đó cả hai hợp tác ăn ý như đôi tình nhân từ kiếp trước. Thì đẹp nửa đùa nửa thật, cảnh quay với Bạch Công Khanh khó nhất ở Nhà Không Bán là phải dùng cảm xúc yêu đương. Trong phim tôi phải đón nhận tình cảm từ người có một đôi mắt long lanh nên gặp khó khăn khi xả vai. Ấn tượng nhất với vai diễn trong phim là nụ hôn màn ảnh cuồng nhiệt. Quay xong, anh em tự cảm thấy chưa hài lòng với giọt nước mắt của chính mình, cô xin đạo diễn cho quay lại. Suốt khoảng thời gian hợp tác, cả hai dần trở nên thương tiếc do tìm thấy nhiều điểm tương đồng. Trong âm nhạc, điện ảnh, Tấp Tán Hậu cho đất quý mến đàn anh vì sự chân thành, tử tế và luôn cháy hết mình với nhân vật. Được biết, sau Nhà Không Bán, cặp sao tiếp tục nên duyên màn ảnh trong một phim truyền hình đang quay. Bạch Công Khanh là diễn viên, ca sĩ đa tài, chiếm được thiện cảm trong lòng khán giả. Anh chàng từng giành giải quán quân gương mặt thân quen 14, sau đó anh làm MC cho các chương trình phát sóng trên VTV. Năm 2019, tên tuổi Bạch Công Khanh bật lên khi vào vai cậu Ba Xuân trong bộ phim truyền hình Tiếng Sét Trong Mưa. Về dự án Nhà Không Bán, đây là một bộ phim kinh dị, nhưng trong đó cũng rất cảm động về mối tình giữa Nam Em và Bạch Công Khanh trong phim. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.